Trời ơi, bạn sao? Mặt cứ thẫn thờ ra, rất là ị ơi. Hôi quá à. Đây, chị đi chơi một chút. Sao đây? Đây, lấy đồ chơi luôn nha. Đây. Nó mũi chẳng. À. Mình chơi được chơi đi. Đó đấy. Đó, chơi đi. Bước ra. Lại xe ô tô cho này. Nè. Chơi gấu đi. Gấu bông nữa này. Đây này. Bóng tay dài thế. Bóng tay dài thế rồi nhỉ. Xong chị lấy móng cho. Ơ. Làm sao? Sao hả? Không, anh Bibi chơi cùng trái hả? Anh Bibi đi tí ơi. Đi. Cuối ngày anh Bibi về. Này. Hello bạn. Chào bạn. Thích bạn gấu á? Thế mày thích bạn gấu á? Thế mày ngồi đây chơi đi nha. Chị học bài một xíu. Nha, ở đây chơi không đi đâu đâu nhé. Ngồi chơi anh chơi này. Đấy, lên xin mà chơi. Lên xin chơi. Chơi nha. Học bài chút. Ngồi đây chơi đi. Mình vứt cái giấy lên cho.
Gà. Trời ơi, làm sao mặt cứ thẫn thờ ra, rất là ị ơi. Ị ơi, hôi quá à. Để chị đi thay bỉm cho. Để sửa lông, tắm sơ, bỏ ăn luôn đấy. Thay bỉm cho. Chị bỏ ra thế à? Em mẹ đi xe mình đi đánh thờ vậy là anh đánh đó đi là anh đánh chị à, khó chịu đấy. Chị cần điểm thêm mấy này. Ồ, chị cần điểm cao.
Ôi trời ơi, kít. Thúi quá. Là chỉ cắt móng nhau, móng em dài lắm, sợ tự không may cổng vô mặt hết, xước mặt hết. Chồng bố bị mình chán. Có khán giả hỏi em kỳ lạ này là con trai con gái, nhưng em bé là con gái nha mọi người. Ôi, mình nằm đây tí nha.
Tấm bình như thế nhé. Dạ, rồi chị đến rồi. Đến bỏ con đây xong chị giặt cho nhé. Đến đây. Anh ngồi đây cho em này. Đây. Chị mài móng cho em mấy nhé. Con này mài. Chứ cái này to quá, tay em nhỏ không bấm được. Đó. Tay xinh này. Ngắn bớt rồi đấy. Tay xinh. À. Rồi. Tay xinh của em mến đi. Rồi tay này giờ là tay này nè. Chỉ còn như này thôi, nó không hồi lại được nữa. Ra. Ra hết. Rồi, làm móng xong rồi chị cho bé ngủ nhé. Trời, ngủ à. Đây xong liền. Xong rồi đây. Em bé buồn ngủ à. Chờ chị một xíu nhé. Xong liền đây. Đi ngủ nhé. Chị đuôi mẹ ngủ. Chị ngủ của em. Làm một tí nhé.